Rồi, vô. Rồi, vô. Tập trung à. Tập trung vô. Như nãy đó là thắng à. Rồi. Rác vô. Vàng lưới hai ghê mà. Hai. Gì vậy dấu? Hồi quýnh đi. Hảo quá. 2-1. Trời ơi, hay đeo quá. Cái quá. Hai chơi mới không? Quá. Hai chơi mới rồi. Hai. Trái đây. Mới không, còn mới mà. À, bao nhiêu rồi? Anh em, cố lên. Rồi, vô, cố lên. Làm lên lịch sử nè. Đấy, anh Khánh. Đấy, anh Khánh. Đấy, anh Khánh. Hay quá. Dạ, ai, mà đỡ được cái vỏ đó. Móc chém từ đó thay ra ngoài. Làm thịt. Đấy. Làm thịt. Làm thế. Bắt đầu. 52. Có lên. Chưa, mình kiếm 5 thôi. Đấy. Cái gì mà? Thiệt luôn, ông Khanh cũng đã thắng thế rồi. 3-4 hả? 36.
trong này. Đấy, cắt đi, châu. Cắt đi, mình còn cơ hội hát. Đúng. Đúng. Anh ơi. Đấy, em rồi. Đấy. Đúng. Đấy. Đúng. Đúng. Không. Đây. Đấy. Đây. Đúng. Đây. Đây. Mấy tên quyết liệt chung anh hướng trái là mạnh hết cỡ vô, mạnh hết cỡ vô, đúng rồi, mạnh hết cỡ vô, mạnh hết cỡ vô, quay quay hết cỡ vô, quạt đi Nam, đã mạnh hết cỡ vô anh, mạnh hết cỡ vô, quạt nhiêu à? 05 đó không, cái mạnh nó mới dễ quyết cái bài nắng này. Lên. Sáu. Lên. Rồi vô. Cố lên, đặt sáu rồi. Lên một. Mạnh lên, ra quanh cho mạnh lắm. Rồi giữa. Chào mẹ. Chào. Đập nó bắn hai cái hồn, nó xấu chứ. Tiếp cho hai con chạy đâu luôn đây chờ hai tám hai tám hai tám lên 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 đã cầu mạnh lên sao trái thôi mạnh nhất có thể chết cha rồi. Ông bánh cẩn thận á, ông châu ông cứ gài cầu anh không á, ông Hà ông cứ gài cầu anh không á. Mạnh lên. Mạnh. 93. Mạnh mà giải quyết được 93. Mạnh lên nha, mạnh lên. Mạnh này. Mạnh lắm rồi. Hay quá ta. Không. Căng hết cơ hội rồi. Sao mà nó thua.